không nghe tiếng khò khò khàn khàn, không nghe cái tiếng ho, không nghe những cái tiếng khự lại, thì quý vị có thể dễ dàng hiểu hơn. Như vậy sau khi uống một ly nước, chúng tôi đã có giá trị sức khỏe tác dụng trực tiếp từ nước. Thì như vậy cái sức khỏe tác dụng trực tiếp từ nước này, nó là cái tương lai gần của việc uống nước là ở hiện tại. Như vậy là gieo các hạt giống ở trong kinh A Di Đà thì ta có được cái kết quả an lạc ở hiện tại, và tương lai nó sẽ được kéo theo là điều chắc chắn. Cho nên việc có tịnh độ, không có tịnh độ, việc có đông phương tịnh độ hay là không có đông phương tịnh độ không còn là quan trọng nữa, mà quan trọng là đang lúc làm ta đang có mặt ở Tây Phương, đang lúc làm Tây Phương đang có mặt ở ta, và Tây Phương chính là ta, cực lạc chính là đây, tâm ta là cực lạc là tâm, và đó chính là triết lý nhập thế của Phật giáo. Xin nhiều câu hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một câu hỏi tiếp theo của một Phật tử, chắc là của một Phật tử của chùa Linh Giác ở Bổn Tự thôi. Hôm nay mà cô không có mạnh dạng hỏi vì sợ mất cỡ, nhờ con hỏi lại. Con xin hoan hỷ nhận lời của cô. Bạch thầy, hàng ngày con thường niệm 108 biến chú Đại Bi và niệm các danh hiệu Phật. Thầy cho Phật tử chúng con hiểu sâu thêm về công năng, về công năng chú Đại Bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái gạch nhỏ thứ hai, khi thường nhật hoặc khi lâm chung có cần nhất thiết phải niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh hay niệm hồng danh của Đức Phật nào cũng được? Kính xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu sâu thêm. Kính thầy khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết. Nhìn lên chánh điện, quý vị thấy ở bên tay trái từ dưới nhìn lên á là thánh tượng Đức Quan Thế Âm, bên tay phải là thánh tượng Đức Đại Thế Chí. Ở dưới chùa phía sân đó thì có tượng Quan Thế Âm bằng đá nữa, phải không ạ? Tức là chùa này ít nhất là có hai thánh tượng Đức Quan Thế Âm ở dạng to. Thì ngài Quan Thế Âm á là vị Bồ Tát của lòng từ bi, đó là quan niệm phổ biến trong dân gian chúng ta biết đến. Nhưng trên thực tế ở trong triết lý của đạo Phật á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm ngoài năng lực từ bi còn là biểu tượng của trí tuệ. Cho nên danh hiệu Quan Thế Âm ở trong tiếng Sanskrit được gọi là Avalokiteshvara, mà hai bản dịch chữ Hán đó có hai cái từ gọi khác nhau, Quán Tự Tại và Quán Thế Âm. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mà ta đọc hàng ngày đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, tức là khi mà thực tập được trí tuệ sâu xa, ta không thấy được thân thể này, ta thấy được thân thể này không phải là của tôi, rồi tâm thức này không phải là của tôi một cách vĩnh hằng, từ đó vượt qua hết tất cả các khổ ách. Quý vị thấy là nó đơn giản mà hiệu quả là cao, là do cái năng lực quán một cách thông dong tự tại ở mọi nơi mọi chốn, trong các hoàn cảnh thân hay là trầm, vinh hay là nhục, hạnh phúc là khổ đau, ta đều thực tập một cách trọn vẹn như thế thì ta có được cái giá trị vừa nêu. Còn khi dịch là Quán Thế Âm thì ta đặt nặng về cái lòng từ bi, tức là nghe tiếng kêu khổ, những lời than, những trách móc, quyền rủa, những lời nói nặng nhẹ hơn thua vân vân. Ta không có phê bình chỉ trích, mà ta hãy thấy rất rõ rằng là vì những bế tắc nào mà họ có những lời nói như thế, từ đó phát sinh ra một cái nguồn năng lượng của sự cảm thông. Cho nên thay vì buồn giận ghét những người đã phát biểu sai lầm như thế thì ta nảy sinh là một cái tâm tưởng là cứu giúp cho họ vượt qua, thì cái đó được gọi là Quán Thế Âm. Như vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm và còn gọi là Quán Tự Tại đó bao gồm cả hai phương diện: quán thuộc về trí tuệ, âm là thuộc về lắng nghe của lòng từ bi. Trí tuệ và lòng từ bi là hai phương diện của sự tu tập tâm linh ở trong đạo Phật. Các vị Bồ Tát và các vị Phật đều trọn vẹn được hai nguồn cái năng lượng này chúng ta đang thực tập theo. Thì cái Đại Bi Thần Chú đó là một cái tập hợp của những câu danh hiệu của các vị thần hộ vệ và giúp cho Bồ Tát Quan Thế Âm thực hiện được hai phương diện từ bi và trí tuệ một cách trọn vẹn nhất. Để hiểu rõ được danh hiệu của từng vị hộ pháp ở trong đó đó, thì quý vị có thể đọc cái quyển chú sớ của hòa thượng của các hòa thượng đã ấn hành trong nước mà. Còn chúng tôi chỉ nói một cái nghĩa trọng tâm và được xem là quan trọng nhất đó, đó là năng lực
tu tập của Bồ Tát Quan Thế Âm là quán và từ bi, tức là trí tuệ và từ bi. Như vậy là khi tụng niệm thần chú đại bi đó, sẽ có hai cấp độ để tiếp xúc. Cấp độ một, quý vị sẽ nghĩ rằng năng lực này là vô hạn, cho nên cầu gì được đó. Có người hồi hướng công đức cho việc tụng thần chú đại bi qua sức khỏe, danh thơm tiếng tốt, nhà cao cửa rộng, vật chất đủ đầy, hay là hạnh phúc gia đình, hay là tại vị lâu dài, và hàng loạt các loại nguyện cầu thông thường khác. Ai đến với thần chú đại bi qua góc độ vừa nêu chỉ đạt được cái giá trị phần vỏ của đời sống tâm linh trong việc thực tập đối với đạo Phật thôi. Là bởi vì nguyện cầu không mà không có thực tập thì không có kết quả gì hết. Thì đạo Phật chủ trương nhân quả mà. Cho nên thần chú đại bi trên thực tế theo đạo Phật chỉ là một chất xúc tác vô cùng có ý nghĩa để cho các nguyện vọng chân thành với các hạt giống đã được gieo trồng sẵn trong quá khứ được trổ quả ngay thời điểm mà chúng ta đang cần. Chứ tôi đưa một ví dụ. Đây là chánh điện của chùa Linh Giác. Trong chánh điện hiện nay có nhiều bàn thờ. Và nếu ngày mai đi sư trì để hôm nay khoảng chừng 1.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá khoảng 100.000 đồng để tặng cho các Phật tử nghèo khó địa phương. Thì bây giờ ta phải có một cái bố cục làm sao để cho cái người tới nhận không bị tắc nghẽn và việc điều phối được dễ dàng. Thì ta phải chặn những ngã đường và để cho một cái đường ra và vào được thuận lợi, một đầu vào đầu ra. Thì giờ mình dùng một cái cây hay là dùng một bàn tay đưa vào trong chánh điện bất cứ chỗ nào, ta phải để đầy hết cái hàng ngàn bọc mà. Ta quơ một chút xíu là dính á, không à? Có quơ là có dính. Có người mà tay nào mà to quơ một cái dính luôn cái 3-4 bọc một lúc, móc ra cái mình tặng cho 3-4 người một lần. Nhưng nếu như nó trống như ngày hôm nay, quý vị cầm cái cây móc 3 chì, 4 chì, 5 chì, 7 chì, không? Hay là cục hít 500 đủ loại cho quý vị quăng vô, kéo qua, kéo lệ, kéo tới, kéo lui, móc ra cũng trống không, không có gì hết. Tại trong đây đâu có gì đâu móc. Như vậy cái nhà kho công đức của mỗi người nó khác nhau do biệt nghiệp. Có người ta thích làm phước báo, còn có người ta kêu ta giữ đó hoài ta không làm gì hết. Ta nghĩ là công sức ta bỏ ra quá nhiều, người khác không làm dạy gì mà tôi phải đi giúp đỡ người ta, không làm gì hết. Thì cái phước đó nó có đó, nhưng mà nếu như không ai bị tổn thất thì khó có thể giật lại được, khó có thể giữ lại được lắm. Còn có phước báo thì phước nó tạo phước. Như vậy là khi ta gieo trồng phước báo là ta đang nạp vào trong cái kho công đức vô hình vô tướng của mình hàng loạt các mặt hàng vàng dòng phước báo đủ loại hết trơn á. Khi ta cần, ta chỉ cần thọt cái ngón tay của cầu nguyện vào, móc một cái là nó ra, khiêu một cái là nó có. Còn nếu không có nó cũng trở thành hoàng không. Cho nên thần chú đại bi sẽ giúp cho tâm mình được định tĩnh nhanh chóng. Tại vì nó không có nghĩa đó, cho nên ta dễ dàng tập trung vào hơn. Do vậy tập trung vào hơn, cái năng lực này nó trở thành một chất xúc tác có hiệu quả hơn. Và do đó thay vì để theo năm tháng ngày giờ cái phước báo ta gieo trồng, 3 tháng sau nó mới trổ, nó trổ ngay lúc ta cần ngày hôm nay để ta vượt qua những khổ đau. Do đó ai sử dụng các thần chú và đặc biệt là chú đại bi dưới góc độ là cầu nguyện thì ta phải nhớ là phải làm thật nhiều công đức. Còn không có công đức mà cầu nguyện không thì mê tín dị đoan, cầu riết rồi ta trở thành là ăn bánh vẽ. Thế là bánh vẽ thấy nó hấp dẫn lắm, ăn vô không được, nó là phải bánh thiệt đâu, không có chất bổ. Hay là ta đang đếm tiền ngân hàng của người khác, không phải tiền của mình. Mình đếm cũng là tiền của người thiên hạ thôi, mình đâu có đồng tiền phước báo đâu có xài. Cho nên muốn có thì ta phải làm. Đó là góc độ một. Góc độ thứ hai là góc độ tâm linh, mà phần lớn Phật tử mới vào chùa ít khi biết được cái này, hoặc là có biết cũng không dám tin vì thấy cái vẻ khó khăn quá. Thần chú ở trong các nghi thức tụng niệm được sử dụng như là những cái câu dẫn nhập ban đầu là để làm cho tâm chúng ta dễ dàng nhiếp vào sự an định. Thì lúc đó mọi câu chữ khi chúng ta đọc tụng qua ta nhớ rành rành và hiểu một cách sâu sắc, từ đó ta đem vào đời sống ứng dụng, cho nên ta có được kết quả và hạnh phúc. Còn nếu ta đọc mà ta không hiểu chi hết, tâm không được định tĩnh, thì sau thầy đọc kinh nó không còn lưu giữ điều gì ở trong tâm thì kết quả không có gì cả. Nó chỉ có phước tôn kính là hết thôi, chứ không có cái phước đặc biệt là ta có hành tình. Bây giờ quý vị cứ hình dung, giờ ta đến gặp một ông bác sĩ chẳng hạn như là vật lý trị liệu. Nếu các cụ già, các bác nào già
đau nhức xương khớp tới, thì điều đầu tiên là các bác sĩ vật lý trị liệu sẽ hỏi là bây giờ các bác, các cô chú có bị đau nhức xương khớp không? Nhức ở khớp nào? Khớp gối, khớp vai dài, khớp chân, khớp ngón tay hay là toàn thân? Thì tùy theo nặng nhẹ mà ta hướng dẫn các bài tập, thì ta mới đưa ra một cái toa để tập. Sáng mời phải tập thể dục tối thiểu là 20 phút. Trước khi đi ngủ tập thể dục là 20 phút. Nếu quý vị là Phật tử thì khỏi phải đi tập thể dục, tốn tiền, sáng mơ ra ngoài coi chừng nó bị sổ mũi, viêm mũi. Quý vị ở nhà lại Phật 49 lại, nó giống như tập thể dục toàn thân. Giá trị tương đương có phước báo, sám hối được nghiệp chướng mình nữa. Thì lúc đó cái sự vận hành lên và xuống toàn thân như thế, tác động các cơ bắp, các dây thần kinh, trung khu, ngoại biên, rồi thần kinh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, thậm chí là cả hệ thần kinh thực vật, thì lúc đó sức khỏe chúng ta sẽ được phục hồi. Đó, bác sĩ đưa ra tập thể dục nè, ăn uống, đối với đồ mặn thì không ăn thịt bò, không được ăn những cái loại thứ có mỡ, thịt đỏ, tại vì nó khó tiêu nó dẫn đến đau nhức xương khớp. Còn ăn chay đó thì phải hạn chế là rau dền, rau muống, cà pháo, cà tím, chao, vân vân, là nước tương chay, nước mắm chay đó, mấy cái đó là độc lắm. Đó, thì phải kiên cử như thế này thì ta mới tránh được sự đau nhức. Còn gia vị thì đừng có chiên dầu mỡ, dầu quá nhiều. Cái đồ gì mà đã ăn qua một lần là đừng ăn 2-3 lần, 3-4 lượt thì không nên ăn nữa, vì cái đó nó chậm tiêu. Chậm tiêu thì dẫn đến sự đau nhức xương khớp. Đó, bác sĩ đưa ra một cái toa với sự hướng dẫn rất là nhiều. Quý vị về thử thực tập, quý vị đọc. Sáng mơ 5 giờ thức dậy tập thể dục, tối trước khi đi ngủ tập thể dục, quý vị đọc thuộc lào, đọc tới đọc không làm gì hết trơn, thì quý vị có hết đau nhức xương khớp không? Chắc chắn là không. Cho nên đọc thần chú là để cho tâm mình được an tịnh. Tâm an tịnh cho nên đọc kinh được hiểu rõ ràng. Nhờ hiểu rõ ràng cho nên hành trì thấu đáo. Hành trì thấu đáo cho nên có được kết quả lệ lạc ở hàng ngày. Đó là điều mà chúng ta cần phải hướng tâm về. Chứ còn hướng theo cái bước 1 thì ta có giá trị giống như cái vỏ sô-cô-la, mà cái ta đạt được phải là kim cương cả, chứ không phải là sô-cô-la. Do đó quý vị cần phải lưu tâm về vấn đề tụng niệm. Còn đối với cái câu hỏi thứ hai đó, là lúc mà mình hấp hối, mình tự niệm hoặc là người khác niệm giùm, thì có bắt buộc phải niệm danh hiệu của Phật A Di Đà hay là niệm bất kỳ danh hiệu của vị Phật hay Bồ Tát nào khác? Câu trả lời đơn giản là quý vị có thể niệm bất cứ Đức Phật nào. Bởi vì vấn đề quan trọng niệm Phật là để nhiếp tâm, tâm mình được an tĩnh, thì nỗi sợ nỗi lo về cái chết, nỗi sợ nỗi lo về tài sản, nỗi sợ và nỗi lo về tình cảm gia đình và tất cả những cái gì mình tạo dựng nó không còn nữa. Giờ đó ta được tái sanh liền ngay tức khắc. Thì niệm danh hiệu Phật chỉ là một cái phương tiện thôi. Ta vẫn, nếu ta nghĩ về phương Tây, ta có mặt ở phương Tây. Nếu quý vị lúc đó nghĩ về Đà Đạt, quý vị có mặt là lạc. Nên nhớ là đánh vần làm sao cho nó rõ Nam Mô A Di Đà Phật, chứ là Nam Mô A Di Đà Lạt là tiêu đấy. Còn đối với những vị tu thiền, thường ngày họ đâu có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị tới đó mà làm hộ niệm cho họ mà niệm A Di Đà Phật là họ phiền não đấy. Họ đâu có tin đâu mà niệm. Lúc đó quý vị chỉ cần nhắc họ là một hành giả tu thiền, cho các anh chị đã biết thân thể này phải là của ta, ta không lệ thuộc vào nó. Hãy hít thở nhẹ nhàng, thư thái, buông hết mọi thứ, đừng chấp nhất, đừng giữ lại, đừng lo rầu, đừng buồn tủi.